Tại thị trường Mỹ thì rất là nhiều những cái tiệm nail và Phong Thủy Tam Nguyên thì tư vấn và làm cho rất là nhiều những cái tiệm nail mà liên quan đến cái yếu tố phong thủy. Anh chị có thể nhìn thấy một cái yếu tố rất đặc trưng của Phong Thủy Tam Nguyên đúng không ạ? Đúng không ạ? Gương bát quái thiên địa chi, tiền hoa mai, rồi đây là thái tử năm 2022 thì cũng đã được chủ tiệm nail về, rồi sau đó là đây là một cái tiệm nail supply. Chỗ này là có một cái cây lộc mà trồng lên rất là mạnh, chính tại cái phương tài lộc của cái nơi này luôn, đúng không ạ? Đó, đây những cái vật phẩm phong thủy kia, Phong Thủy Thái Nguyên mà đặt vô cơ thân tài thì để đem lại cái may mắn. Đây là cặp tí hưu Phong Thủy Tam Nguyên, được bốc bát hang, bát nhang, rồi hoa mai siêu thầy xoay, rồi bộ trấn của hoa mai đoàn thần tài. Thì ở cái tiệm mà neo này thì Phong Thủy Tam Nguyên đã tư vấn ở đây cách đây là 3 năm. Trước đây thì ta để một cái xe rác ở đây, thì khi đó thì tôi đã yêu cầu là rời cái xe đấy đi và trồng cỏ vào, và trong khoảng 3 năm là về. Nó làm ẩn rất là phát đạt.